Trạch Nhật Phi Thăng, tác giả Trạch Trư, chương 80 năm, đêm trước khi độ kiếp. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Có lẽ Chu Tề Vân sẽ độ kiếp trong mấy ngày tới. Sau khi thứ sử Chu Hành đi khỏi, Ngư Ứng chú ý thấy thiên địa có dị biến. Thiên kiếp lớn nhất trong triều Trần Thái Hư Động Thiên có cự ly bao phủ lớn nhất là 500 dặm. Lần này Chu Tề Vân độ kiếp, chắc chắn động tĩnh cũng không nhỏ. Vùng đất mới xuất hiện, từ Cửu Nghi Sơn tới nơi này, e rằng phải hơn ngàn dặm. Ngư Ứng tính toán khoảng cách giữa hai nơi, thầm nghĩ. Lấy Cửu Nghi Sơn làm trung tâm, nếu kiếp vân bao phủ tới tận nơi này, thì phạm vi bao phủ lên tới 2.000 dặm. Không thể có kiếp vân lớn nhất như vậy. Thế thì chỗ ta là an toàn, thiên kiếp không thể lan tới đây. Hắn vừa chờ đợi vừa yên tâm tu luyện. Hiện tại hắn đã mở hai đại bí tàng Đế Hoàn và Giáng Cung. Trong cơ thể ẩn chứa lực lượng bí tàng, nhưng lại không biết tu luyện bất cứ nào pháp nào. Chỉ có lực lượng bí tàng không thể dùng vào việc tu luyện. Khi tu luyện trong địa điểm phi thăng, hắn thử dùng Thái Nhất Đạo Dẫn Công điều động lực lượng của hai đại bí tàng, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Hiện giờ Chu Tề Vân đang nắm giữ thành tựu nào pháp cao nhất trên đời. Ngoài ra các thế gia như Nguyên gia, Quách gia, Lý gia đều có truyền thừa nào pháp cao thâm. Ngư Ứng suy nghĩ, Chu Tề Vân học được đạo tiên thư và cửu tiêu dương thần đàn công từ chỗ của mình, kết hợp với công pháp bí tàng Nế Hoàn, hòa làm một thể. Chỉ e tu vi thực lực của hắn còn cao siêu hơn cả người sáng tạo ra đạo tiên thư và cửu tiêu dương thần công. Có thể thấy là khí đồng tu là con đường chính xác. Bấy giờ, dưới chân núi có người tới, là một ông lão cưỡi lừa, phía trước còn có một thiếu niên dắt lừa, lộc cộc đi lên trên núi. Thiếu niên kia chất phát, ông lão cưỡi lừa thì lại khá là khôn khéo, nói với Hứa Ứng. Chúng ta là khách bộ hành nơi dần dã, đi ngang qua vùng đất lành này, xin ở nhờ vài ngày. Sau khi được ông lão cưỡi lừa cảm ơn, bảo thiếu niên chất phát, thả con lừa ra, tự chọn một gian phòng, quét dọn rồi ở lại. Nhưng con lừa này cực kỳ ngang ngược, thấy trong nhà Hứa Ứng có hai con trâu ăn cỏ, còn có việc gì lại đi tới trước mặt, quay người giơ chân sau đá hai con trâu. Quả chuông nhỏ nói với Hứa Ứng, con lừa này có khí hương hỏa, không phải là vật phàm, lão già này cũng không phải là người bình thường. Hứa Ứng nhẹ gật đầu, hắn cũng nhận ra hai người già trẻ và con lừa đều không đúng. Con lừa kia đã nghiêu chấn và nghiêu càn mấy lần, cuối cùng chọc tức hai con trâu. Hai con trâu đứa nào đứa nấy dựng thẳng người lên, hiện ra thân thể nghiêu ma, mũi xỉ khói, mắt phun lửa. Con lừa kia thì cười lớn kêu la, biết ngay mà các người có gì đó sai sai, hiện ra chân thân rồi chứ. Nó lăn lộn một vòng, khi đứng lên đã biến thành quái vật khổng lồ, đầu lừa thân người, cao thân hơn hai trượng, uy vũ mạnh mẽ, thân thể mang theo khí hương hỏa hùng hậu, kêu to, lão già đầy hút khí hương hỏa thỏa thê, này đã luyện thành kim thân, hôm nay hàng phục hai tên ngốc nhà ngươi, thay thế hai chân ta. Lão già và thiếu niên chất phác không ngăn cản. Lúc này kiếm khí lượn lờ trên bầu trời bay về phía này, là Ngoan Thất đeo hộp kiếm ở trên lưng vừa tu luyện trở về. Lão già cưỡi lừa và thiếu niên chất phác ai nấy nghi hoặc không thôi, nhìn con dị xà kia, chỉ thấy con dị xà dài tới hơn 20 trượng, toàn thân bao phủ bởi kiếm khí, bay lượn trên không trung, nghe rợn cả người. Ngoan Thất thì lại chẳng hề để ý, hạ xuống bên cạnh Ngư Ứng, kinh ngạc nói, con lừa này thật ngang tàng, lây lịch ra sao thế? Ngư Ứng lắc đầu, tiếp đó lại nghe tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Hai huynh đệ nghiêu chấn nghiêu can, tay cầm bạch cốt đảo hồn tiên, vây quanh con lừa yêu vương kia đánh lấy đánh để, khiến con lừa kêu gào không ngừng. Tiếng kêu của nó vừa to lại vừa rõ ràng, vang vọng tận vân tiêu, vang vọng mãi mà không dứt. Lão già cưỡi lừa vừa nghi hoặc không thôi, nói với thiếu niên chất phác. Lão tổ tông, thiếu niên chất phác nói nhỏ, xem lại lịch trước đã. Ngư Ứng chờ trong chốc lát, rồi mới bảo nghiêu chấn nghiêu can dừng tay, ai nấy nói với lão già cưỡi lừa. À, hai con trâu nhà ta không hiểu chuyện, làm lừa nhà ngươi bị thương rồi. Lão già cưỡi lừa cười lớn, à, không sao, không sao, hạng ngu xuẩn có khi lại thích ăn đòn. Lúc này lại có người tới Vô Vọng Sơn, cũng là hai người, một già một trẻ, nhưng lần này lại đi bộ lên núi, vừa thở hồng ngọc vừa đi lên. Hai người này, lão già thì toàn thân trắng toát, thiếu niên thì mặc đồ đen khắp người. Khi tới nơi, thiếu niên đảo mắt một lượt, rồi nhìn vào Hứa Ứng, lại nhìn thiếu niên chất phác, lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt của gã lại rơi vào cây diều đá khổng lồ mà Hứa Ứng dựng ở góc tường.
hai phụ tử tại hạ đi ngang qua đất lành này, xin ở nhờ vài ngày. Ông lão áo trắng vội vàng đi tới, chắp tay với Hứa Ứng. Thiếu niên chất phác cười xòa nói: có thể bố trí được không? Hứa Ứng nói: chúng ta không phải là chủ nhân ở chỗ này, cũng chỉ ở nhờ thôi, hai vị cứ tự nhiên nhé. Ông lão mặc áo trắng cảm ơn, chạy đi quét dọn gian phòng, thu dọn thỏa đáng rồi mới để thiếu niên áo đen vào ở. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, liếc mắt nhìn bọn họ, không biết lai lịch ra làm sao. Rõ ràng ông lão cưỡi lừa và thiếu niên chất phác đã nhận ra hai người kia, sắc mặt của cả hai không hề thay đổi, nhưng không tới bắt chuyện, chỉ lặng lặng ngồi đó. Đột nhiên lại có người tới Vô Vọng Sơn, phía xa có tiếng cười duyên vang lên. Nơi này được đấy, lão tổ tông, tuy ngọn núi này đã bị đứt nhưng vẫn là quả núi cao nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh đây. Chỉ cần chú lão tổ độ kiếp, chúng ta có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng của hắn độ kiếp. Họ Hứa kia... Giọng nói kia lúc cao lúc thấp, Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, thì ra là dì hai của Quách Tiểu Điệp, Lý Anh Châu, mang theo một thiếu niên áo vàng lên núi. Thiếu niên áo vàng có vẻ ngại ngùng, nhìn ai cũng xấu hổ, nói với Lý Anh Châu: Châu nhì, không được vô lễ. Đôi mắt mỹ miều của Lý Anh Châu liên tục nhìn sang phía Hứa Ứng, thi thoảng lại nghiến răng. Hứa Ứng cũng nhớ tới mùi đào chín ở trên người nàng ta, trong lòng dục dịch, vội vàng tuồn tưởng lại đạo tượng, ổn định thần thức. Thiếu niên áo vàng nhìn hai nhóm người còn lại, lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng giãn ra cười nói: Thạch lão tổ, Chu lão tổ, hai vị vẫn còn sống à? Tốt quá, tốt quá, ta còn tưởng tuổi thọ của hai người đã cạn, gặp bất trắc gì rồi. Thiếu niên chất phác và thiếu niên áo đen không dám thất lễ, vội vàng đứng lên. Thiếu niên áo đen nói: Hoàng thúc chưa chết, sao chúng ta dám chết trước? Thiếu niên chất phác nói: đúng. Thiếu niên áo vàng không buồn để ý: năm xưa trong thế hệ của chúng ta, Chu lão tổ là người tính cách nóng nổi nhất, bản lĩnh cũng là cao cường nhất. Ta tưởng mấy năm qua hắn sẽ thu liễm một chút, không ngờ hắn là người đầu tiên không nhịn nổi. Thiếu niên áo đen cười nói: hắn không nhảy đi trước, làm sao chúng ta biết con đường này có thông suốt hay không? Bấy giờ trên không lại vang lên tiếng cười: Thập Tam Nương, chúng ta đặt chân ở đây đi, nơi này có địa hình cao nhất, có thể quan sát được tất cả mọi chuyện diễn ra ở Cửu Nghi Sơn. Mọi người nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một chiếc thuyền hoa đang trèo tới, lướt ở giữa không trung như trôi ở trên mặt nước vậy, cực kỳ ổn định. Trong thuyền hoa có một giọng nữ vang lên cười nói: Hương công tử nói đúng lắm. Chiếc thuyền hoa hạ xuống, trong thuyền hoa có một nam một nữ đi ra, khiến hai người ta không khỏi ngước nhìn. Vị hương công tử kia phong thái ưu nhã, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái vô cùng, còn Thập Tam Nương thì vóc dáng thon thả, dung mạo yêu kiều, đôi mắt giống như làn sóng đào qua nơi nào là gió xuân nhộn nhạo. Cặp nam nữ này vừa mới xuống thuyền, ánh mắt đào qua một lượt, nở nụ cười, không hề để ý tới mấy vị già trẻ lấy lịch khó lường này. Nhưng khi hai người thấy Hứa Ứng lại không khỏi biến sắc, căng thẳng tới mức trán đổ mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên. Hai người bọn họ chính là cao thủ đã bị Hứa Ứng dùng chậu đồng đánh cho một trận vào buổi tối mà hắn tiện ôn thần, một người tên là Hương công tử, một người tên là Thập Tam Nương. Hai người này đều có tu vi thực lực sâu không lường được, thế nhưng bị Hứa Ứng giơ ngón tay đâm vào chậu đồng đánh cho tơi bời hoa lá, thiếu chút nữa đã bị mất mạng. Bọn họ dưỡng thương bao lâu, cuối cùng thương tích cũng lành, bây giờ lại gặp phải Hứa Ứng, cả hai không khỏi sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau, chỉ hận không thể nào lập tức bỏ chạy. Đêm hôm đó, hai người bọn họ nhận lệnh chặn đường người tiện ôn thần, ngăn cản Hứa Ứng, vốn tưởng sẽ bắt được Hứa Ứng một cách thuận lợi, không ngờ Hứa Ứng lại thể hiện thực lực và thủ đoạn khiến cho cả hai không thể hiểu nổi, bây giờ nhớ lại vẫn thấy kinh hãi. Hứa Ứng khẽ mỉm cười với hai người bọn họ, ra hiệu cho bọn họ tùy tiện. Hương công tử và Thập Tam Nương liếc mắt nhìn nhau, Hương công tử nói nhỏ: tùy cơ ứng biến. Thập Tam Nương khẽ gật đầu. Thiếu niên Lý Gia, Lý Hoàng Thúc liếc mắt nhìn hai người này không khỏi kinh ngạc, nói với thiếu niên áo đen: Thạch lão tổ, thứ cho ánh mắt ta vụng về, hai vị này là na sư hay là yêu tu vậy? Thiếu niên áo đen Thạch lão tổ quan sát hai người, nghi hoặc không thôi, lắc đầu nói: ta cũng không nhận ra, hình như là yêu tu, nhưng lại giống như là na sư. Lúc này, lại có người lên núi, cười lớn nói: đừng rõ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối của mấy lão giả các ngươi, quả nhiên các ngươi cũng tới. Nghe thấy mấy câu nói này, mấy lão tổ với bộ dáng thiếu niên đồng loạt đứng dậy cười nói: lão huynh đệ, Quách gia tới rồi. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy Quách Tiểu Điệp đi cùng với một ông lão vóc dáng cường tráng,
tướng mạo không giận tự uy, cả hai đang lên Vô Vọng Sơn. Ông lão cường tráng, râu tóc bạc trắng, ánh mắt như điện. Khi ánh mắt của lão quét tới, mọi người chỉ thấy chớp mắt trắng xóa như tuyết, không thấy gì cả. Tới khi ánh mắt của gã rời đi mới nhìn lại như thường. Chẳng lẽ là lão tổ tông của Quách gia à? Ngơ ứng thầm kinh ngạc. Quách Tiểu Điệp thấy hắn, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, lập tức bỏ lão tổ Quách gia lại, chạy tới nói nhỏ: "Hứa Yêu Vương, sao ngươi vẫn ở vùng đất mới? Vị Ương ca ca đâu?" Ngơ ứng kể lại chuyện mình và Nguyên Vị Ương tạm biệt rồi nói: "Sao nàng và lão tổ nhà nàng cũng tới đây?" Quách Tiểu Điệp cười nói: "Chuyện chú lão tổ độ kiếp, thiên hạ này có ai mà không biết, có người nào không nghe tin chứ? Vì chuyện độ kiếp mà hắn đã giết chết và đánh trọng thương rất nhiều cao thủ, hạ gục gần như tất cả các cao thủ trong vùng đất mới, ngay cả Cõi Âm cũng bị hắn đánh. Giờ hắn độ kiếp, đương nhiên các cao thủ sẽ quan tâm tới quan sát." Hứa Ứng âm thầm kêu khổ. Hắn ở lại Vô Vọng Sơn để là nghĩ Vô Vọng Sơn đã qua cảnh tay bay vạ gió, chắc sẽ không có ai tới đây. Không ngờ Chu Tề Vân vẫn chưa quên nơi này, mà Chu Tề Vân độ kiếp lại khiến cho không biết bao nhiêu cao thủ tập trung ở đây. Mấy ngày tới không được vào địa điểm phi thăng, bằng không những người này mà biết địa điểm phi thăng, chỉ e nó sẽ vô duyên với ta rồi. Hắn thầm nhủ trong lòng. Quách Tiểu Đẹp ghé sát tai hắn rồi nói: "Chu Tề Vân độ kiếp là cơ hội quan sát hiếm thấy đối với các cao thủ tuyệt đỉnh trong thế gia. Bọn họ qua lần này khéo không còn cơ hội nào nữa, cho nên tất cả người biết tin đều sẽ chạy tới." Lúc này lại có vài lão tổ tông của các thế gia khác lại chạy tới, dừng chân ở Vô Vọng Sơn. Có một số quen biết với mọi người, cười cười nói nói, có một số khác thì lạ lẫm, thậm chí có mấy lão tổ tông cũng chẳng biết, hỏi chung quanh cũng chưa ai từng gặp. Hứa Ứng nhìn quanh rồi thầm nghĩ: "Nguyên huynh đệ có tới không nhỉ? Hình như lão tổ tông của hắn tên là Nguyên Vô Kế, từng bị Chu Tề Vân đánh bại, chắc lần này cũng tới quan sát chứ." "Lão tổ Nguyên gia tới rồi." Quách Tiểu Điệp đột nhiên phấn khích hẳn lên, sau đó chán nản lắc đầu nói: "Vị Ương ca ca không tới." Hứa Ứng nhìn lại, Nguyên Vô Kế của Nguyên gia là một ông già đẹp lão, tuy không giữ hình dáng thiếu niên mà để mặc bản thân trở nên già nua. Có điều Nguyên gia nổi tiếng về dung nhan, tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn thấy được vẻ phong lưu phong khoáng của năm xưa. Tới tối, Nại Hà lại hiện lên, chỉ thấy trên Nại Hà cũng có thuyền lầu trèo tới, treo cờ thiên tử chạy tới dưới Vô Vọng Sơn. Sau đó trên thuyền có xe kéo đi xuống, mang một chiếc quan tài đá lên núi. Mọi người thấy vậy, ai nấy đều im lặng, không nói một lời. Quan tài đá kia đi lên núi, rồi tự mở ra. Bên trong là tiên thi của thiên tử Âm Đình, nguyên thần đứng ở trong hư không, nhìn theo hướng Cửu Nghi Sơn. Bây giờ bất cứ ai trên đời dám đập chân vào khu vực ngàn dặm chung quanh Cửu Nghi Sơn sẽ phải gánh chịu thế công giống như sống sét của Chu lão tổ. Thiên tử Âm Đình thở dài: "Hiện tại chúng ta cũng phải ở đây ngóng nhìn cảnh tượng độ kiếp." Giọng nói của Lý Hoàng Thúc không lớn nhưng lại vang vọng tới tai của mọi người: "Chu Tề Vân sẽ kiểm tra giúp chúng ta, xem đây có phải là con đường chính xác hay không." Có người hạ giọng nói: "Là khi đồng tu có thể đạt tới trường sinh hay không?" Ngay lúc này, giữa bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy hai sợi xích thô to kéo tới. Một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong màn đêm đi đến, hạ xuống sườn núi Vô Vọng Sơn, đang gác ở giữa hai ngọn núi khác. Mọi người từ xa nhìn lại, không thể thấy được con quái vật khổng lồ trên sườn núi là gì, chỉ thấy sợi xích to rủ xuống từ vách núi, lùng này qua lại. Ngựa Ứng ngẩng đầu nhìn quanh, âm thầm phát động thiên nhãn, nhìn về phía quái vật khổng lồ, lại thấy một người khổng lồ toàn thân quấn đầy xiềng xích, đang để chân trần ngồi ở trên vách núi. Người khổng lồ kia như chú ý tới ánh mắt của Hứa Ứng, quay sang phía hắn. Hứa Ứng thầm giật mình, vội vàng giải trừ thiên nhãn. Xung quanh của hắn toàn các lão tổ tông của thế gia Na Sư, sao lại cho phép người khác quan sát? Phát hiện ánh mắt của người khổng lồ, ai nấy ngẩng đầu, ánh mắt đan xen như điện nhìn lên vách núi. Người khổng lồ ở trên vách núi bay lên không trung, biến mất trong mây mù, không cấy tăm hơi. Trên Vô Vọng Sơn, các lão tổ nghi hoặc không thôi. Ngựa Ứng cũng thấy nghi hoặc, người khổng lồ kia có phải là chủ nhân của Nê Hoàn Cung không? Nhưng ngay lúc này, trên không trung lại có tiếng xiềng xích vang lên. Ngựa Ứng nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một cỗ quan tài màu đen bay giữa bầu trời đêm, hạ xuống vách núi và người khổng lồ vừa ngồi. Quan tài đen dựng ở đó không hề nhúc nhích. Các lão tổ từng quái vật khổng lồ trở về thì đồng loạt nhìn lại, nhưng chỉ thấy một cỗ quan tài màu đen và thiếu nữ dịu dàng nho nhã ở trước quan tài,
mọi người bèn thu hồi ánh mắt. Thiếu nữ kia không hề để ý tới ánh mắt vô lễ của bọn họ, tính tình rất tốt. Là nàng ta. Ngư ứng thầm vui mừng, bèn đi tới sườn núi, định ôn chuyện với thiếu nữ trong quan tài. Thì đúng lúc này, trên núi lại có một người hạ xuống, mặt mày ủ rũ. Ngư ứng lấy làm kinh hãi, nhận ra lão già u sầu đã rót mạnh bà thang cho mình. Lão già u sầu vừa mới hạ xuống, sau lưng lại có hai người đi theo. Một là ông lão, mặc áo bào trắng, một là nữ tử váy đỏ, ai cũng mặt mày sầu thảm. Ngư ứng nhắm mắt đi qua, hai người thấy hắn đi tới, bước qua bên cạnh mình lại càng u sầu thêm. Chương 86, bắt cóc thiên thần. Ngư ứng đi qua bên cạnh bọn họ, suy nghĩ một hồi, rồi quay lại hỏi lão già u sầu. Lão trượng, còn trà không? Ta hơi khát. Lão già u sầu nói với vẻ gượng gạo. À, không có. Ngư ứng lại hỏi. Thế trà của lão trượng bán ở đâu? Ta tự tới uống. Ba người khóe mắt giật giật, ai cũng cố nuốt cơn giận. Ngư ứng thấy bọn họ không đáp thì bèn đi tiếp. Lão già u sầu phun ra một luồng chọc khí nói. Giấy vàng đâu? Mau lấy ra xem bên trên có hồi âm không? Ông lão áo trắng oán giận nói. Ngày nào cũng nhìn mấy chục lần, vừa rồi cũng kêu nhìn, làm gì có hồi âm. Tuy nói như vậy, nhưng ông lão vẫn lấy tờ giấy vàng mà thổ địa thần đưa tới cho bọn họ xem thử. Bên trên vẫn không có chỉ thị gì. Ông lão hạ giọng mắng. Cái lũ rùa này sao bỏ chậm thế không biết. Nữ tử áo đỏ quay đầu nhìn theo bóng lưng của Hứa Ứng, cảm thấy không cam lòng, hạ giọng nói. Trước kia một chén trà là ngã, bố trí thân thể cho hắn xong xuôi là thanh tịnh được nhiều năm, bây giờ hắn lại chủ động xin mạch bà thang để uống. Nàng ta uất ức nói tiếp. Rốt cuộc trong mạch bà thang bỏ cái gì, vì sao uống nhiều quá còn gây nghiện. Hứa Ứng đi tới sườn đồi, qua chỗ người khổng lồ đeo hai sợi xích từng đứng, thấy dưới đất có hai cái dấu chân hùng vĩ, rậm lún cả cây cối. Rốt cuộc hắn là ai nhỉ? Ngư ứng suy nghĩ. Đột nhiên, hắn thấy dưới ánh trăng có một cái bóng, ngẩng đầu nhìn lên. Thiếu nữ trong quan tài đã tới bên cạnh dấu chân tới lúc nào chẳng hay, đang quan sát dấu chân. Ngư ứng thầm vui mừng cười nói. Cô nương, nhờ chậu đồng của người giúp đỡ, ta mới trở lại được Vô Vọng Sơn bình an, hơn nữa còn kiếm được một khoản tiền. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn hắn rồi nói. Luyện khí sĩ mà cũng thiếu tiền sao? Biến đá thành vàng là được mà. Hứa Ứng trợn tròn mắt, thầm chột dạ. Ta chưa từng học, luyện khí sĩ như ta cũng học được à? Thiếu nữ quan sát hắn từ trên xuống dưới, nở nụ cười dịu dàng nói. Người tu luyện tới khấu quan kỳ rồi, biến đá thành vàng hơi phiền phức. Đầu tiên ngươi làm thế này, rồi thế này, tiếp theo thế này này là được rồi. Nàng ta khoa chân múa tay một phen, có vẻ rất là nghiêm túc. Hứa Ứng đang định bắt trước thì quả chuông nói nhỏ. Nàng ta trêu người đấy, không phải pháp thuật thật sự đâu. Thiếu nữ như nghe thấy giọng nói của nó, đưa mắt nhìn tới. Quả chuồng như dính một đòn nặng, ông một tiếng, sau đó đã thấy mình bay ra khỏi đầu Hứa Ứng từ lúc nào chẳng biết, xuất hiện ở phía sau. Quả chuồng sợ hết cả hồn, vội vàng trốn vào sau đầu Hứa Ứng, trong lòng hoảng loạn, chỉ cảm thấy vết thương cũ đau âm ỉ. Thực lực của yêu nữ lại tăng lên rồi, đời này ta có thể nhốt cô ta về tiểu thạch sơn không nhỉ? Hứa Ứng không buồn để ý dò hỏi. Cô nương có biết người khổng lồ đã để lại dấu chân không? Thiếu nữ khẽ gật đầu nói. Có lẽ hắn ta là người quen cũ của ta. Vị cố nhân này học thức uyên bác, nói năng khôi hài, định cư ở Vô Vọng Sơn. Ta từng được hắn ta chiếu cố, hưởng lợi rất nhiều. Hứa Ứng suy nghĩ trong thoáng chốc rồi dò hỏi. Thế cung điện Bạch Ngọc trong Tần Nham Động, tên là Nê Hoàn Cung. Người khổng lồ vừa rồi có phải là chủ nhân của Nê Hoàn Cung không? Thiếu nữ kinh ngạc nói. Chắc là hắn ta. Người biết hắn ta à? Trái tim của Hứa Ứng đập thình thịch, một dòng máu nóng sộc thẳng lên đầu. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng đã phát phình. Hắn ta là người thế nào? Thiếu nữ lắc đầu nói. Khi ta biết hắn ta là người rất nhiệt tình, coi việc giúp người là niềm vui, tính cách luôn cẩn thận, ánh mắt sâu xa, mang chí hướng lớn, nhìn xa trông rộng. Được thế nhân kính ngưỡng, hắn ta là nhân vật chói mắt nhất trong thời đại của chúng ta, là một trong những người có hy vọng phi thăng nhất. Nàng ta do dự một chút rồi nói. 3000 năm rồi không gặp mặt, ta cũng không biết cố nhân có còn là cố nhân nữa không. Rồi nàng lại hạ giọng nói tiếp. Thế giới này thay đổi rất nhiều, đã trở nên xa lạ, còn con người có thay đổi hay không? Trái tim của Hứa Ứng vẫn đang đập thình thịch, thầm nghĩ. Người mà nàng ta miêu tả hoàn toàn không giống với chủ nhân của Nê Hoàn Cung trong ấn tượng của ta. Chủ nhân của Nê Hoàn Cung là một kẻ nham hiểm xảo trá, bố trí bẫy dọc, tầng tầng lớp lớp, biến chuyển nhân của mình thành giáo hệ,
đến lúc trưởng thành thì tới thu hoạch. Rõ ràng đây là hai người. Tiểu nữ trong quan tài nhìn về phía Cửu Nghi Sơn trong bóng đêm rồi nói nhỏ: Na sư độ kiếp mở ra tiền lệ chưa từng có. Vị na tiên này cho dù không thành công, cũng đủ ngạo nghễ đương thời trở thành một đại tông sư. Hứa Ứng nhìn vào chỗ sâu trong bóng đêm rồi lẩm bẩm: Hắn ta sẽ không thành công, không thể thành công, hắn ta đã là cá nằm trên thớt rồi. Thiếu nữ trong quan tài cảm khái: Đúng vậy, một nhân vật tài hoa tuyệt đỉnh như vậy mà lại chết trong thiên kiếp. Ánh mắt của Hứa Ứng nhấp nháy, trong bóng đêm cũng có ánh sáng lấp lóe. Đột nhiên, Cửu Nghi Sơn xa xa như một ngọn hải đăng giữa đêm đột nhiên bị thắp sáng. Đó là Chu Thiên đàn tràng mà Chu gia bố trí. Đàn tràng này có quy mô lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên thần nắm giữ thiên đạo, số lượng thiên thần có thể nêu tên là 360, vừa vặn một chu thiên. Còn đàn tràng mà Chu gia bố trí cũng có 360 tòa, trải rộng trên 9 ngọn núi Cửu Nghi Sơn. Có cái ở đỉnh núi, có cái ở sườn núi, cũng có cái ở đáy cốc. Đàn tràng lớn lớn nhỏ nhỏ, bây giờ tất cả đều phát sáng. Đó là na sư của Chu gia tiến thành đại lễ tế thiên. Tế thiên bình thường chỉ là một thiên thần, còn Chu gia tế thiên lại là toàn bộ chu thiên thiên thần trong thế giới thiên đạo. Khi 360 đàn tràng sáng lên, từng ngọn núi ẩn giấu trong vùng đất mới cũng được bị rọi sáng đỉnh núi. Màn đêm yên tĩnh, trên đỉnh núi của Vô Vọng Sơn, mọi người im lặng tĩnh mịch, ngay cả con lừa bị đánh trọng thương, hồn phách cũng quên cả kêu gào. Những đàn tràng đó có quy mô quá hùng vĩ, không phải đàn tràng tế thiên bình thường mà là đàn tràng thần hàng. Là 10 thiên thần từ thế giới thiên đạo giáng lâm đàn tràng. Cho dù là Hương Công Tử và Thập Tam Nương cũng cực kỳ chấn động, bọn họ làm theo mệnh lệnh triệu hồi ôn thần ở Trúc Độ Quốc đã là cực kỳ bạo tay. Ôn thần giáng lâm gây ra ôn dịch, khiến cho Nại Hà đổi đường, từ đó dẫn tới một loạt biến cố. Mà quy mô của Chu Tế Vân lần này còn lớn hơn bọn họ mấy trăm lần. Đúng là lắm tiền mà. Lý Hoàng Thúc sờ túi tiền xẹp lép của bản thân, hạ giọng nói. Lão Tổ Tông có Quách Gia thì vuốt rìa mép, âm thanh không lớn nhưng vẫn vang dội nói. Rốt cuộc Chu trộm mộ đã đào bao nhiêu mộ phần rồi? Kẻ trộm mộ kiếm chắc khá thật. Tiểu Điệp, con về chuẩn bị một chút, hai nhà chúng ta cũng đi đào mộ tổ. Quách Tiểu Điệp bĩu môi. Lão Tổ Tông còn chưa chết, Quách Gia chúng ta lấy đâu ra mộ tổ? Lão Tổ Quách Gia nổi giận. Ta bảo là đào mộ tổ nhà khác. Lão Tổ Thạch Gia cảm khai nói. Chu trộm mộ đi đào mộ cả hơn 200 năm, bây giờ chúng ta mới đi tìm, chẳng phải chậm chân quá à? Lý Hoàng Thúc thì ngại ngùng mỉm cười. Thạch trộm mộ, chẳng phải Thạch gia của ngươi đã bắt đầu đào mộ mà rồi à? Lão Tổ Thạch gia bị gã ta vạch trần nhưng chẳng hề để ý nói. Lý trộm mộ nói đùa, nghe nói Chu trộm mộ ngoài đào mộ mà ra còn có thu hoạch khác trong vùng đất mới. Nghe nói hắn ta có được Nguyên gia và một thiếu niên nuôi rắn khổng lồ trợ giúp. Mọi người yên tĩnh tới lạ thường, không ai nói năng gì tiếp. Trên núi này có một con rắn lớn, còn có một thiếu niên nuôi rắn. Khi mới lên núi, bọn họ đều nhìn thấy Nguyên gia là thế gia, tuy đã xuống dốc nhưng dù sao vẫn có Nguyên Vô Kế chấn giữ. Sau lưng thiếu niên nuôi rắn lại không có thế lực lớn như vậy, ai cướp được thì là của người đó. Chu trộm mộ cướp được, chẳng lẽ Quách gia ta không cướp được à? Lão Tổ Quách gia vuốt vuốt tròm râu bạc nói. Quách Tiểu Điệp nói nhỏ. Lão Tổ, Quách gia chúng ta có làm Quách trộm mộ không? Lão Tổ Quách gia xì một tiếng nói. Còn bà, đại trượng phu quang minh lỗi lạc, sao lại phải đi làm cái chuyện đó chứ? Lão ta dừng lại một chút rồi nói. Cũng mày, ta không phải là đại trượng phu, không làm Quách trộm mộ thì mấy lão già này bỏ xa thả mất, đến lúc đó khéo bị bọn chúng nuốt chửng mà còn không biết. Giang hồ này cực kỳ hiểm ác. Cổ họng của lão ta vốn to, nói xong cả quả núi đều nghe thấy. Hứa Ứng đứng ở trên sườn núi bỗng có hào cảm với vị lão tổ Quách gia này. Hắn ta là người duy nhất xấu xa mà vẫn còn thẳng thắn. Đúng lúc này, trên bầu trời của Cửu Nghi Sơn bỗng rung chuyển, dường như có lôi vân dày đặc, lại như có quái vật khổng lồ ẩn mình trong lôi vân cuồn cuộn, nương theo ánh sét lập lòe như ẩn như hiện. Gỡ Ứng thầm căng thẳng, ngẩng đầu quan sát. Thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn, nhìn theo hướng đó rồi nói. Không phải thiên kiếp, bọn họ tế thiên, kéo thế giới thiên đạo lại gần thế giới này. Thứ ở trong tầng mây là thiên thần cảm ứng được vật tế thiên nên kéo giãn thân thể tìm theo cảm ứng. Trong lòng Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy thiên thần, nhưng vẫn có cảm giác trong lòng run rẩy, thậm chí còn cách rất xa
mà hắn vẫn nghe thấy những tạp âm kỳ dị vang lên, đó là tiếng thì thầm của thiên thần. Chẳng lẽ chú Tề Vân đang hối lộ thiên thần à? Hứa Ứng dò hỏi. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn sang nói, đúng là hối lộ thiên thần, nhưng làm sao thiên thần lại nhận hối lộ của hắn ta được? Dù hắn ta dâng lên nhiều vật tế hơn nữa, khi hắn ta đối mặt với thiền kiếp, thiên thần vẫn không hề nương tay. Đây là hai chuyện khác nhau, thiên thần nhất định phải làm theo thiên đạo. Đột nhiên trên bầu trời bị xé nứt, một người đứng ở cách xa ngàn dặm vẫn thấy được cảnh tượng này. Cứ như có thân thể khổng lồ ngoài bầu trời đang tiếp cận, lại có tứ chi khổng lồ ma sát trên bầu trời của thần châu. Trên tứ chi có từng khối lần phiến kéo theo luồng khí trắng dài dằng dặc, chậm rãi giáng lâm từ trên bầu trời xuống. Đó là thiên thần cảm ứng nhân. Ở trong thế giới của thiên đạo, cảm ứng được tiếng kêu gọi và tế lễ của mọi người nên hạ giới, giáng lâm tại một đàn tràng ở trong Cửu Nghi Sơn. Trên bầu trời của Cửu Nghi Sơn, không trung bị chen chúc tới mức không ngừng nổ tung, lại có một vị thiên thần cảm ứng được, xé rách hàng rào giữa hai thế giới, từ trên trời giáng lâm. Trên Vô Vọng Sơn, Đàm Lão Tổ và hàng loạt các cao thủ thần bí đồng loạt đứng dậy, trợn tròn hai mắt đầy kinh hãi, chứng kiến cảnh tượng này. Cho dù là chân thân của thiên tử Âm Đình, lúc này cũng phải ngồi bật dậy từ quan tài, xoay cái cổ đã cứng ngắc nhìn về phía Cửu Nghi Sơn. Gã bị bát diện kiếm đâm xuyên qua đầu, Hoàn Thất đứng cách đó không xa thì lén lúc liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy đầu óc của nó cũng bị đục một cái lỗ, xuyên suốt từ trước ra sau, không ngờ còn có hiệu quả nhìn xa. Hoàn Thất tấm tắc lấy làm lạ, gọi Ngưu Chấn và Ngưu Can tới xem. Hai huynh đệ Ngưu già vốn là âm thầm trà trộn trong cõi âm, thấy thiên tử Âm Đình là toàn thân run rẩy, nào dám nhìn. Rốt cuộc Chu Trộm Mộ đắc lịch làm gì vậy? Lão tổ Quách Gia nắm lấy chòm râu hét lớn, hắn muốn triệu hoán toàn bộ thiên thần tới nhân gian à? Hứa Ứng nghe vậy thì thầm kinh hãi, hạ giọng nói, thật thông minh. Thiếu nữ trong quan tài thì tâm thần chấn động mạnh, lập tức hiểu được ý tưởng của Chu Tề Vân, hạ giọng nói, không phải hắn ta đang hối lộ thiên thần, mà là bắt cóc thiên thần. Hắn... Tâm trạng của nàng cực kỳ kích động, lẩm bẩm, không khéo có hy vọng độ kiếp thành công. Trên bầu trời, lôi đình chầm chầm không ngừng bộc phát ở sâu trong tầng mây, càng có nhiều quái vật khổng lồ xuất hiện, mang theo lực lượng thần bí, quấy nhiễu ý thức thế nhân xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đi vào nhân gian, rơi xuống từng đàn tràng trắng lệ ở trên Cửu Nghi Sơn, hưởng thụ vật tế. Thiên thần trong thế giới của thiên đạo giáng lâm càng lúc càng nhiều, bầu trời cách xa ngàn dặm như bị khí tức của thiên thần đè sập. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có hơn trăm thiên thần giáng lâm thần thế, còn có càng nhiều thiên thần đang thuận theo cảm thiên ứng nhân. Các lão tổ tông của đại thế giả ai nấy siết chặt nắm đấm, cực kỳ căng thẳng quan sát cảnh tượng này. Bọn họ đều là cao thủ tu luyện nào pháp tới đỉnh phong, trên con đường này bọn họ đã đi tới cực hạn, phía trước không còn có đường nữa rồi. Bọn họ đã từng tìm kiếm con đường khác, trộm mộ phần, tạo bảo vật, lục lọi dấu chân của tiền nhân, tìm kiếm luyện khí sĩ trong quá khứ, thu được rất nhiều kho báu và bí mật long trời lở đất. Bọn họ cũng đã thấy được nghi thức tế lễ thiên thần của Chu gia trong những điển tịch cổ xưa hoặc những bức tranh ở trên vách tường, nhưng chỉ có một nhà nghiên cứu thấu triệt chuyện này, còn bố trí quy mô khổng lồ như vậy chỉ có một nhà, không còn ai khác. Mà người tùy tiện làm bậy như Chu Tề Vân cũng chỉ có một mình gã ta, không có người thứ hai. Rốt cuộc Chu Trộm Mộ định làm cái gì? Sau lưng mỗi người đều lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Bọn họ đều triển khai địa điểm ẩn cảnh tiêm hóa của mình. Bầu trời lập tức bất ổn, rung chuyển không ngừng. Địa điểm ẩn cảnh tiêm hóa của các lão tổ này tuy có rất nhiều thiên đình thiên cung, còn có dòng sông mênh mông, dãy núi nguy nga bất tận, có cả bầu trời hai vầng nhật nguyệt, còn có dải sao trời uốn lượn. Thần hồn của bọn họ đều bay vút lên tới đỉnh cao nhất trong địa điểm ẩn cảnh tiêm hóa của bản thân, nhìn về phía xa quan sát rõ ràng. Bọn họ muốn luyện nguyên thần, nhưng tất cả đều luyện sai. Bên cạnh Hứa Ứng, thiếu nữ kinh ngạc nói. Hứa Ứng nhẹ gật đầu, tu vi của hắn còn thấp, nhưng hắn vẫn nhìn ra được tất cả các na tiên này đều không luyện được nguyên thần chính xác, ai có luyện tới mức chướng khí mịt mù. Đột nhiên chất Cửu Nghi Sơn giống như có bão táp phun trào, kiếp vân bộc phát. Lực lượng của kiếp vân tới từ phía trên bầu trời, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bao phủ toàn bộ Cửu Nghi Sơn. Lôi vân không ngừng mở rộng phun trào, trải tới các khu vực xa xôi hơn. Chín đỉnh núi của Cửu Nghi Sơn đã có phương viên trăm dặm, nhưng diện tích của lôi vân nhanh chóng vượt qua trăm dặm, bao phủ lớp núi thứ nhất bên ngoài Cửu Nghi Sơn, tiếp đó là lớp núi thứ hai, lớp núi thứ ba. Lực lượng của kiếp vân tới từ thế giới tiền đạo
là lực lượng của thần khí thiên đạo. Cái gọi là cảm thiên ứng nhân chính là Chu Tể Vân cảm ứng được thiên kiếp, được thần khí thiên đạo hưởng ứng tới đầy giáng kiếp. Nhưng uy lực của thiên kiếp thật quá khủng bố, lực lượng của thế giới thiên đạo vẫn đang ùn ùn kéo ra phía ngoài. Thiên hỏa lôi hỏa bay tán loạn trong lôi vân, khiến bầu trời vừa rực rỡ vừa âm trầm. Lôi vân tới lớp núi thứ ba trong tập Vạn Đại Sơn còn chưa dừng lại, tiếp tục mở rộng ra phía ngoài. Ngựa ứng bị cảm giác sợ hãi tới khó tả bao phủ tâm linh, chứng kiến cảnh tượng này mà giống như ngạt thở. Lôi vân kia lấy Cửu Nghi Sơn làm trung tâm, nhanh chóng vượt qua dấu vết của 500 dặm trong chiều chân thái hư động tiên, nhưng vẫn chưa dừng lại. Lôi vân vẫn mở rộng ra ngoài, giống như một cái cối xoay khổng lồ ẩm ẩm cuốn tới, mở rộng lại cuốn tới rồi lại mở rộng. Lúc này bán kính của thiên kiếp đã lên tới 800 dặm, bây giờ tốc độ mở rộng mới chậm lại. Trên Vô Vọng Sơn, tất cả mọi người đều thấy thế nào là vô vọng, kẻ vô vọng cũng là tuyệt vọng. Đối mặt với siêu cấp thiên kiếp như vậy, không còn ai muốn độ kiếp nữa. Bên cạnh Hứa Ứng, tiểu nữ trong quan tài khẽ thở dài. Chính loại thiên kiếp khủng khiếp này đang ngăn cách giấc mộng phi thăng của tất cả mọi người. Nhưng Chu Tể Vân tìm được cơ hội. Hứa Ứng hạ giọng nói: Gã bắt cóc Chu Thiên Thiên Thần của thế giới thiên đạo, 360 vị thiên thần bị gã bắt cóc xuống nhân gian. Chương 87: Sấm sét rung trời, kiếp trọng kiếp. Quả chuồng lấy làm khó hiểu hỏi: Ở nè, lão tổ Chu gia đúng là tài trí thông thiên triệt địa, cảnh tượng trước mắt cũng rất đồ sộ. Nhưng cho dù hắn ta bắt cóc tất cả Chu Thiên Thiên Thần đến nhân gian, thế thì có làm được cái gì? Thiên kiếp vẫn còn cơ mà. Hứa Ứng đáp: Thế nhưng đường hầm để thiên thần trở về thế giới thiên đạo đã bị thiên kiếp khép lại. Quả chuông ồ một tiếng há hốc mồm. Hứa Ứng tiếp tục nói: Bây giờ tất cả thiên thần đều nằm ở dưới kiếp vân. Trong lôi kiếp, bọn họ sẽ không thể không đối phó với thiên kiếp cùng với Chu Tể Vân. Bọn họ nhất định phải giúp Chu Tể Vân độ kiếp thành công, vì Chu Tể Vân là hy vọng duy nhất để bọn họ phi thăng trở lại thế giới thiên đạo. Hắn dừng một chút rồi lại nói: Chuông già già còn nhớ thiên thần điện không? Đương nhiên quả chuông chưa quên. Thiên thần điện là địa điểm phi thăng. Ở đó, hàng rào giữa thế giới thiên đạo và thế gian trở nên mỏng manh. Những thiên thần này sẽ hàng lâm trong thiên thần điện, tạo thành hội nghị thiên thần. Thế nhưng thiên thần điện cũng không thể để chân thân của bọn họ hàng lâm, chỉ có thể để ý thức của bọn họ hàng lâm tới từng bước tượng đá có đầu tam giác. Điều này là vì địa điểm phi thăng quá cổ xưa, vết tích tiên nhân phi thăng đã rất mờ nhạt, hàng rào của thế giới đã dày lên, không thể để chân thân hàng lâm được. Hứa Ứng nói tiếp: Cơ hội duy nhất của bọn họ trở lại thế giới thiên đạo là khắc hào quang phi thăng khi Chu Tể Vân phi thăng. Khi hào quang phi thăng phủ xuống, bọn họ có thể mượn hào quang phi thăng đó trở về thế giới thiên đạo. Quả chuông hiểu ra nói: Vì vậy cho dù thế nào đi nữa, 360 vị thiên thần này đều phải giúp hắn ta đối phó với thiên kiếp trở lại thế giới thiên đạo. Đúng là thiên kiếp mà Chu Tể Vân phải đối mặt, cô ấy lục khủng khiếp. Nhưng có nhiều thiên thần giúp đỡ như vậy, hắn ta có hy vọng phi thăng. Tâm tư của hắn ta đúng là bắt cóc 360 vị thiên thần giúp mình đối phó với thiên kiếp, đây là chuyện người khác còn không dám nghĩ tới. Chu Tể Vân không chỉ nghĩ, hắn ta còn dám làm. Hứa Ứng tâm thần chấn động, đây là lần đầu tiên Na Tiên phi thăng sẽ mang lại hy vọng cho vô số người. Nếu Chu Tể Vân độ kiếp thành tiên, cho dù chủ nhân của Nê Hoàn Cung có âm mưu ra sao, cũng không có đất dụng võ. Trên Cửu Nghi Sơn, từng vị tiên thần đang hưởng thụ tế phẩm, bỗng dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến kiếp vân bao phủ trên bầu trời. Bọn họ phát ra từng tiếng gầm thét vẫn nộ, nhưng không hề thối lui. Trận thiên kiếp này, bọn họ cũng sắp trở thành một phần tử ở dưới kiếp vân. Bọn họ không thể không giúp Chu Tể Vân gánh vác đại kiếp nạn này, không thể không liều mạng vì Chu Tể Vân. Chu Tể Vân phải sống sót thì bọn họ mới có thể trở lại thế giới thiên đạo. Cửu Nghi Sơn xa xa có ánh chớp lóe lên. Mọi người trên Vô Vọng Sơn chứng kiến có thiên lôi to gần bằng Cửu Nghi Sơn giáng xuống. Khoảnh khắc đó, tia sáng lóe lên chói mắt, thậm chí bọn họ đang đứng cách xa ngàn dặm cũng bị chiếu rọi tới mức ở dưới đất hiện lên một cái bóng rõ rành rành. Tiếp đó, cái bóng nhanh chóng kéo dài. Tới khi cái bóng biến mất, bọn họ thấy ánh chớp chảy dọc theo Cửu Nghi Sơn đổ xuống dưới. Không ngờ lôi đình lại chảy như chất lỏng, ánh sáng lập lòe. Đi tới dưới núi thì sóng nước lấp loáng tràn ra bốn phương tám hướng, thắp sáng những dãy núi chung quanh. Lão tổ Quách Gia lẩm bẩm: Đòn này đủ giết ta rồi. Những lão tổ tông của thế gia khác cũng suy nghĩ như vậy. Thiên kiếp cỡ này thật quá khủng khiếp, không phải thứ bọn họ có thể vượt qua nổi.
cho dù chỉ là lướt sát qua cũng là chết chắc, chạm vào là tan xương nát thịt. Thậm chí bọn họ cảm ứng ngay cả Chu Tể Vân cũng không xứng vượt qua thiên kiếp như vậy. Uy lực cỡ này khiến cho bọn họ cảm thấy cho dù là tiên nhân trong truyền thuyết xuất hiện, chỉ e có bị đòn này đánh tan thành tro bụi. Đây vốn không phải là lực lượng có thể xuất hiện trên thế gian. Trong khoảnh khắc sau đó, bọn họ lại chứng kiến cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Đó là núi non chung quanh ở Cửu Nghi Sơn lại đột nhiên có cao lớn hơn hẳn. Lại có nơi lại đột nhiên thấp bé đi nhiều. Có ngọn núi cao hơn trước đây tới vài lần, sau đó lập tức biến thành thấp, chỉ có bằng nửa lúc trước. Có ngọn núi rõ ràng rất cao, lại bỗng dưng chỉ còn lại có một nửa, sau đó lại đột nhiên rất cao. Cứ như có một lực lượng vô hình đang kéo duỗi dãy núi, để ép chúng tùy ý năn bóp đùa bỡn. Sóng chấn động không gian. Quả chuồng thấy vậy lập tức hiểu ra nói. Trong luồng thiên kiếp kia, ẩn chứa năng lực quá khủng bố, khi nó tỏa ra đã khiến cho không gian chấn động. Khi sóng chấn động lên đến đỉnh, thì núi non sẽ biến cao, khi xuống đáy thì bị đè thấp. Tình cảnh như vậy hoàn toàn không nguy hiểm, thậm chí chúng ta sẽ không có bất cứ cảm giác gì. Luồng sóng chấn động không gian này lan tràn với tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới chỗ bọn họ. Bọn họ giống như nghe thấy tiếng hú kỳ dị, nhưng thân thể vẫn không có cảm giác gì. Thiên địa trong tầm mắt không có gì thay đổi, chỉ có hồn phách là lung lay một cái. Hứa Ứng cảm thấy hồn phách có cảm giác tương tự như lúc ở Thủy Khâu Miếu, khi vừa mới đi vào thế giới trong miếu hoang. Đó là một loại cảm giác không gian có độ dày, đi xuyên qua không gian vậy. Khi luồng chấn động này qua đi, mọi người lại nghe thấy âm thanh thứ hai, như tiếng cười. Tiếp theo là cảm giác quá tải trong linh hồn. Luồng thiên lôi thứ hai, luồng thiên lôi thứ ba lần lượt bộc phát. Ngọn núi chính của Cửu Nghi Sơn giống như thu hút lôi đỉnh, không ngừng lôi kéo năng lượng khủng khiếp của lôi vân tới. Cảnh tượng lúc sáng lúc tối, mọi người trên Vô Vọng Sơn thấy 8 ngọn núi khác của Vô Vọng Sơn, từng vị thiên thần đang nhảy lên không trung. Trong ánh sáng lấp lánh, dáng vẻ của các thiên thần đều bất đồng, tư thế khác biệt. 360 thiên thần là 360 tư thế. Những tư thế này huyền diệu, cổ xưa, cứng cáp, mạnh mẽ, khiến người quan sát cực kỳ chấn động. Khi ánh chớp lóe lên một lần nữa, tư thế của bọn họ cũng đã thay đổi, nhưng không có tư thế nào lặp lại. Bọn họ đang giúp Chu Tế Vân độ kiếp. Thiên thần cũng nhận hối lộ à? Lão tổ Quách Gia lẩm bẩm. Cũng có thể mua chuộc ư? Lý Hoàng Thúc lắc đầu nói. Không, đây là bắt cóc. Hắn ta bắt cóc thiên thần, cột thiên thần và chiến xa của mình, cho nên thiên thần không thể không liều mạng vì hắn ta. Lão tổ Thế Già nói. Sinh sống cùng với thời đại với hắn là nỗi bất hạnh của chúng ta, nhưng cũng may hắn ta sắp phi thăng rồi. Trên Vô Vọng Sơn, một con rắn khổng lồ lè lưỡi, đầu lưỡi run run giống như gợn sóng, phát ra tiếng rít. Động thiên là hình tượng đại đạo thiên thần. Mau mau ghi nhớ, mỗi loại đạo tượng đều có thể hóa thành một loại thần công tuyệt thế bất đồng. Được Hoàn Thất nhắc nhở, các lão tổ tông của các đại thế gia lẫn tôn tử mà bọn họ mang theo, thậm chí cả vật cưỡi đều cũng quyết ghi nhớ. Bọn họ không biết cái gì là hình tượng đại đạo, thế nhưng lại biết ẩn cảnh. Đối với bọn họ mà nói, đạo tượng thiên thần chính là ẩn cảnh, có thể hóa thành na thuật thần thông bất đồng. Nếu năng khiếu cao hơn một chút, không khéo còn lĩnh ngộ được na pháp bất phàm. Nhưng bọn họ ở cách quá xa, số lượng động thiên thiên thần thì lại quá nhiều. Hơn nữa tốc độ của lôi kiếp quá nhanh, động thiên của thiên thần biến hóa cực kỳ chóng vánh, khiến bọn họ không thể lĩnh ngộ được nhiều. Trừ khi là đi tới, đứng ở trước mặt các thiên thần không xa, quan sát tỉ mỉ mới có thể nắm giữ được đạo tượng thuần túy và đạo vận của thiên thần. Bọn họ lại không đỡ từ bỏ cơ hội này, cố gắng ghi nhớ, nhưng đây vốn là hóa thân của thiên đạo, ẩn chứa ảo diệu cao siêu nhường nào chứ. Cưỡng ép ghi nhớ lĩnh ngộ, tiêu hao tinh thần cực kỳ khủng khiếp. Không bao lâu sau, con lửa đã hộc máu liên tục, ngã nhoài ở dưới đất. Lại thêm một lúc nữa, hai huynh đệ Ngưu Chấn, Ngưu Càn cũng hộc máu. Quách Tiểu Điệp thì rên lên một tiếng, tai mắt mũi miệng rỉ máu. Những người khác tu vi thấp hơn một chút thì hò ra máu liên tục. Trong lúc nhất thời trên Vô Vọng Sơn đã đầy máu tanh. Ngay cả dì hai của Quách Tiểu Điệp là Lý Anh Châu cũng bị hao tổn tâm thần, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Sao Thất Gia lại không hộc máu nhỉ? Hai huynh đệ Ngưu Càn đã ngã rửa dưới đất, khí tức tán loạn. Chỉ thấy Ngoan Thất vẫn mở trừng trừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng độ kiếp, mắt không chớp tới một cái. Cả hai không khỏi kinh hãi. Chẳng trách cả sư phụ cũng gọi là Thất Gia, không ngờ căn cơ của hắn ta lại hùng hậu như vậy, chúng ta thúc ngựa cũng không bằng. Ngoan Thất nhìn chằm chằm vào từng động thiên của thiên thần, mí mắt giật giật. Không thể hiểu nổi, chắc chắn A Ứng sẽ hiểu nhỉ.
sau này bảo hắn giảng giải lại. Mà thôi bỏ đi, xem thêm một lúc nữa, kẻo Á Ứng lại bảo ta là toàn phân tâm. Hứa Ứng cũng không kịp lĩnh ngộ được cái gì cả, cho nên không quan sát đạo tượng thiên thần mà quan sát thiên kiếp. 360 thiên thần liên thủ cùng với chú Tề Vân đối phó với thiên kiếp, biến hóa đa đoan, khó lòng suy xét. Nhưng nếu căn cứ theo chiêu thức ở trong Bích Lạc Phú của Quách Gia lại đối chiếu với thiên kiếp, như vậy có thể tăng cường thêm một chiêu thần thông trong Bích Lạc Phú. Hắn thầm nhủ trong lòng, lặng lẽ phát động Bích Lạc Phú, dựa theo pháp môn của Bích Lạc Phú điều động tâm lực. Chỉ thấy sau lưng của hắn dần dần hiện ra cảnh tượng Bích Lạc Thanh Thiên, từ từ hóa thành lôi vân. Bên cạnh của hắn, thiếu nữ trong quan tài kinh ngạc quan sát dị tượng thiên kiếp sau lưng của hắn, ánh mắt nhấp nháy không nói gì. Lão tổ Quách Gia đột nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Hứa Ứng đứng ở dưới vách núi, sau lưng đã có lôi vân hình thành, không khỏi giật mình. Sáng tạo ra chiêu thứ 9 trong Bích Lạc Phú của Quách Gia ta. Lão ta quay đầu nhìn đến thiên kiếp ở bên ngoài ngàn dặm, ánh mắt nhấp nháy. Người khác cố gắng lĩnh ngộ động thiên thiên thần, hắn ta lại cố gắng nắm giữ thiên kiếp. Tên tiểu tử này đúng là bất phàm, càng nhìn càng giống con rể của Quách Gia ta. Lão vui mừng như mở cờ trong bụng thầm nhủ. Tiểu điệp còn có tỷ tỷ nặng 200 cân, tính tình dịu dàng. Hoàng hoa khuê nữ chưa có hồn phối, hay là cho hắn tới ở rể Quách Gia ta nhỉ? Kiếp vân sau lưng Hứa Ứng càng ngày càng mênh mông, càng lúc càng hùng vĩ, dần dần hóa thành vài mẫu. Tạo ra dị tượng cỡ này đã có uy lực của thần thông. Lão tổ Quách Gia thầm vui mừng, tư chất còn tốt hơn cả ta, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Nhưng kiếp vân kia lại có vẻ không đúng, vẫn tiếp tục mở rộng, tốc độ mở rộng cực nhanh, chẳng bao lâu sau đã lên tới hơn 100 mẫu. Tử chất cỡ này, có gả cả tiểu điệp và tỷ tỷ của nó cho tên này thì cũng chẳng sao. Lão tổ Quách Gia hết sức thỏa mãn. Bên cạnh Hứa Ứng, thiếu nữ trong quan tài lập tức nhận ra có gì đó không đúng, bất giác lùi lại một bước, đứng cách xa Hứa Ứng một chút, rồi lập tức tỉnh ngộ. Sao ta lại chủ động lùi lại? Đúng rồi, ta cảm thấy có ý chí của thiên kiếp, vô thức muốn tránh xa thiên kiếp nên mới lùi lại phía sau. Lúc này, quả chuông cũng bay ra khỏi đầu Hứa Ứng, không có thời gian tính toán thù hận với thiếu nữ kia nữa, nói luyến thoáng. Ở Thanh cô nương có cảm ứng được cái gì không? Kiếp vân. Thiếu nữ tên Thanh nghiêm mặt nói. Thế này là thế nào? Quả chuông suy đoán. À Ứng quan sát thiên kiếp nhập đạo, ý thức của bản thân liên kết với thiên kiếp. Hắn đã từng gặp chuyện như vậy, quan sát đạo tượng Cửu Nghi ở trên Cửu Nghi Sơn, ý thức liên kết với Cửu Nghi. Thiếu nữ sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn đóa kiếp vân ở trên không trung rồi nói. Ý ngươi là bây giờ ý thức của hắn đang ở trong đóa kiếp vân này, vì sao kiếp vân phía sau của hắn vẫn còn đang mở rộng? Kiếp vân đang trôi lơ lửng ở sau Hứa Ứng đã mở rộng theo phạm vi ngàn mẫu, dần dần có tiếng sấm động ở giữa tầng mây. Trên Vô Vọng Sơn, một loạt na tiên đồng loạt nhíu mày, nhìn về phía bên này, bọn họ cũng có cảm giác bất an mơ hồ, như đại kiếp nạn sắp ập xuống đầu rồi vậy. Quả chuông chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, không biết nguyên nhân ra làm sao. Nhưng ngay lúc này, lại có ba bóng người lóe lên, đi tới bên cạnh Hứa Ứng, chính là lão già mặt mày u sầu, ông lão mặc áo trắng và thiếu nữ mặc áo đỏ, ba người mặt mũi nghiêm nghị, cùng vân ngón tay điểm lên các vị trí trên người Hứa Ứng. Thiếu nữ cau mày, vật ống tay áo, sau đó ngón tay của lão già u sầu đâm trúng mi tâm của ông lão áo trắng. Ngón tay của nữ tử áo đỏ thì ghim vào tim của ông lão áo trắng. Ngón tay của ông lão áo trắng thì chọc thủng yết hầu mình. Ông lão áo trắng hộc máu liên tục, ngã gục xuống đất. Quả chuông sợ hết hồn, một vị cao thủ đỉnh phong chỉ trong khoảnh khắc đã bị trọng thương gục ngã, suýt chút nữa thì mất mạng. Lão già u sầu và thiếu nữ áo đỏ thầm kinh hãi, cuống quýt hét lên. Dừng tay, chúng ta có ý tốt, cố gắng cắt đứt giao cảm giữa hắn và thiên kiếp, nếu không hắn sẽ kéo tất cả chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thần thông thiên kiếp mà Hứa Ứng lĩnh ngộ được đã từ từ mở rộng tới rìa thiên kiếp của chú Tề Vân. Hai luồng kiếp vân một lớn một nhỏ dần có xu thế giao hòa. Ngoài rìa đóa kiếp vân lớn, lực lượng cuồng bạo hóa thành lôi đình truyền năng lượng vào đóa kiếp vân nhỏ. Đóa kiếp vân nhỏ của Hứa Ứng như bị đốt cháy, lôi đình không ngừng bùng nổ giữa tầng mây, thanh thế cũng càng lúc càng hùng vĩ. Quanh người Hứa Ứng khí tức khuấy động, y phục vấp phới. Dưới áng mây, mọi người trên Vô Vọng Sơn chỉ cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Bọn họ có cảm giác một khi hai luồng kiếp vân hội họp, bọn họ có chạy đâu cũng không thoát. Lão tổ Quách Gia đột nhiên vùng ống tay áo kêu to. Không thể ở lại đây nữa rồi, đi mong. Lão ta cuốn theo Quách Tiểu Điệp xé gió bay đi,
thế như sấm đánh. Lão tổ của các đại thế gia còn lại và những cao thủ thần bí cũng không dám ở lại, cô nén cảm giác sợ hãi từ tận trong lòng, mang theo tôn tử hoảng hốt bỏ đi, không dám ở lại. Con lừa mà lão tổ Chu gia mang đến cũng trong lòng lo lắng, vừa lao đi vừa la lối. Chờ ta một chút. Lão tổ tông, lát về ăn thịt lừa. Ừ, về rồi ăn. Luồng kiếp vân nhỏ trong bầu trời đã mở rộng tích trăm dặm, hút được rất nhiều lực lượng từ luồng kiếp vân lớn hơn. Trong lôi vân có tiếng sấm nổ, đình tài nhức óc. Tiểu nữ trong quan tài cũng kinh hãi bằng chết. Tu vi của nàng đã tạt tới phi thăng kỳ, không dám phi thăng, cũng đang né tránh thiền kiếp. Giờ lại có kiếp vân dục dịch, cũng có cảm giác thiền kiếp sắp tới. Nàng nghi hoặc không thôi, không ngăn cản lão già u sầu nữa. Lão già u sầu quát lớn. Không phòng ấn hắn lại, thì tất cả mọi người đều phải chết, ra tay đi. Lão và nữ tử áo đỏ sốc lại tinh thần, ai nấy vận chuyển nguyên thần, tập trung điểm vào các vị trí trên người hứa ứng. Lão già áo trắng tuy bị đâm ba lỗ trên người đã bị trọng thương, nhưng tuy thần tàn mà ý chí cổng dứt, dãy ruộng bỏ lên, máu me khắp người nhưng vẫn điều động nguyên thần, giờ ngón tay điểm lên người hứa ứng, phối hợp chặt chẽ với hai người còn lại. Chỉ lực của ba người điểm ra, hai luồng kiếp vân một lớn một nhỏ trên bầu trời từ từ tách biệt. Kiếp vân lơ lửng trên vô vọng sơn cũng chậm rãi thu nhỏ, rồi dần dần khôi phục bình thường. Khi thức lan tỏa các người hứa ứng cũng bình ổn lại, không còn khủng bố như lúc trước. Cảm giác chạy đầu cũng không khỏi nắng ở trong lòng của mọi người cũng từ từ biến mất. Đám người đang bỏ trốn ai nấy nghi hoặc không thôi, chỉ cảm thấy đã thoát khỏi kiếp nạn. Thiên tử âm đình ồ lên một tiếng, nhìn sang phía hứa ứng hạ giọng nói. Sao hắn có thể điều động lực lượng của thiên kiếp? Rốt cuộc hắn là ai? Có thật sự là người bắt rắn ở Linh Lăng không? Hơn nữa, những người bên cạnh hắn là ai? Gã nhìn ông lão u sầu và đồng bọn trong lòng khiếp sợ. Gã chưa từng thấy mấy người này, nhưng bọn họ đều khiến cho gã có cảm giác cao thâm mặc chắc. Lão già u sầu chợt thấy không ổn, hạ giọng nói. Vừa rồi chúng ta ra tay đã khiến cho mọi người chú ý. Đi thôi, đừng gây thêm phiền phức. Ông ta và nữ tử áo đỏ đưa ông lão áo trắng tung người nhảy một cái bay lên trời, rồi biến mất không còn tăm tích. Quả chuồng thì nói luyến thoáng. Thanh, người có biết ba tên này lai lịch ra sao không Thanh ơi? Thiếu nữ tên Thanh cũng biến mất từ lúc nào chẳng hay, ngay cả quan tài đen chấn áp của nàng ta cũng không thấy tăm hơi. Thiên tử âm đình thấy vậy lập tức hạ giọng nói. Khởi giá về cõi âm. Khởi giá về cõi âm. Một loạt quỷ vương nâng quan tài lên, đặt lên trên kiệu vàng, đi xuống núi. Tới thuyền lầu ở bên bờ Nại Hà, thuyền lầu khởi hành, biến mất trong làn sương mù ở trên mặt sông. Cuối cùng, hơi thở của Hứa Ứng cũng ổn định, nói với quả chuông. Chuông ra ra, hình như vừa rồi ta cảm thấy mình liên kết với thiên kiếp, đi vào giữa thiên kiếp, cứ như bản thân hóa thành thiên kiếp vậy. Hắn cực kỳ hưng phấn nói, ta còn thấy Chu Tề Vân và 360 vị tiên thần đang độ kiếp, còn chứng kiến cả kiếp phân của mỗi người. Thậm chí ta cảm thấy mình có thể giáng kiếp cho bọn họ, ta giống như biến thành thiên đạo vậy. Quả chuông cứ ngây ra, trong lòng còn thấy sợ hãi. Ngay lúc ta định thử nghiệm thì một luồng lực lượng kéo ta về. Hứa Ứng khá tiếc nuối, đột nhiên hắn nhìn lên vô vọng sơn nghi hoặc không thôi. Thế mọi người đâu cả rồi? Lúc này trên vô vọng sơn đã là một đống hỗn độn, chỉ còn lại có Ngoan Thất và Hoài huynh đệ Ngưu Trấn, Ngưu Can, còn những người còn lại thì không cánh mà bay. Cùng lúc đó thiên kiếp của Chu Tề Vân cũng dần dần kết thúc. Hết chương 87. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị